Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Mãi kiêm nhiệm hai chức vụ lớn, Nguyễn Văn Nên hãy coi chừng. Ông Phan Văn Mãi là nhân vật đang lên. Vào ngày 1 tháng 6, ông được điều động từ Bến Tre về làm Phó Bí thư thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ ngày 24 tháng 8, ông Mãi đã thay Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người ít ai để ý, đó là ông Phan Văn Mãi không hề từ chức Phó Bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là điều chưa từng có. Chỉ cần nắm một trong hai chức thì quyền uy đã rất lớn. Đằng này, ông Phan Văn Mãi nắm luôn cả hai chức. Vào ngày 1 tháng 6, Bộ Chính trị cũng phân công ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre làm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là điều mà tin tức nội bộ đã biết trước, nghĩa là cơ cấu ông Phan Văn Mãi đã bị rò rỉ. Điều đáng nói là người phân bổ ông Mãi về Thành phố Hồ Chí Minh không phải là trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mà là thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Đây là điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Thường trực Ban Bí thư được xem là Phó Tổng Bí thư. Ông Phan Văn Mãi được một Phó Tổng Bí thư trực tiếp sắp xếp ghế thì đủ thấy Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem ông Phan Văn Mãi quan trọng đến như thế nào. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi. Để dọn đường cho ông Phan Văn Mãi về Thành phố Hồ Chí Minh thì trước đó vào ngày 4 tháng 5, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công chỉ định ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 để dọn đường. Nhiều tờ báo cho rằng việc điều động ông Phan Văn Mãi là một phần trong diễn tiến kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại thành phố lớn nhất Việt Nam. Vào trước ngày 4 tháng 5, có 3 ủy viên Trung ương Đảng đều là gốc miền Nam là ứng viên hàng đầu cho hai vị trí ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là các ông Nguyễn Hồng Lĩnh và Nguyễn Văn Thể và Phan Văn Mãi. Tuy nhiên, việc để tên những nhân vật kia lọt ra ngoài, đó là một chiêu trò làm nhiễu loạn thông tin của Đảng Cộng sản. Thực tế, ông Nguyễn Văn Thể với ông Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ là quân xanh. Nhân vật quan trọng nhất trong cuộc tranh giành quyền lực ấy chính là ông Phan Văn Mãi, chứ không phải ai khác. Và họ đã thâu tóm quyền lực như thế nào? Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 8, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Phan Văn Mãi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thực chất là của việc bỏ phiếu này chỉ là hình thức. Ông Phan Văn Mãi đã được Bộ Chính trị chỉ định thay cho ông Nguyễn Thành Phong từ trước đó. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Thành Phong, để dọn đường cho ông Phan Văn Mãi ngồi vào chiếc ghế thứ nhì. Trước đó, vào ngày 20 tháng 8, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Đây là chỉ là một chức mang tính chất hình thức mà thôi. Ông Phan Văn Mãi chỉ mới đảm nhiệm trọng trách Phó Bí thư thường trực được 2 tháng 23 ngày là ông loại được Nguyễn Thành Phong. Hậu thuẫn cho Phan Văn Mãi chính là Bộ Chính trị, nên Nguyễn Thành Phong không có cửa tranh giành với Phan Văn Mãi chức chủ tịch nếu Phan Văn Mãi muốn. Ông Phan Văn Mãi năm nay chỉ có mới có 48 tuổi, quê hiện Rồng Trôm, Bến Tre. Ông Mãi trưởng thành từ phong trào đoàn tại cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại trung ương và địa phương. Ông Mãi từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn rồi Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Vào năm 2014, Trung ương đã luân chuyển ông Mãi trở lại Bến Tre để đào tạo, thử thách trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Tại địa phương quê nhà, ông giữ các chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre rồi Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Đây là hình ảnh so sánh ông Phan Văn Mãi và ông Phan Văn Khải. Ông Mãi là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, khóa 13, đồng thời là trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa 15. Hiện nay, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gồm có Bí thư là ông Nguyễn Văn Nên và 3 Phó Bí thư gồm ông Phan Văn Mãi, bà Nguyễn Thị Lệ là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Hồ Hải. Theo quy định, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có Bí thư và 4 Phó Bí thư, nhưng ông Phan Văn Mãi lại một mình ôm hết hai chức phó quyền lực nhất ở đây. Và bí ẩn bản thân ông Phan Văn Mãi là gì? Ông Phan Văn Khải thường là gọi là Sáu Khải, là thủ tướng thứ 5 qua hai nhiệm kỳ từ năm 1997 cho đến năm 2006. Ông có 2 người con, một trai, một gái.
con trai ông Khải tên là Phan Minh Hoàn hay còn gọi là Hoàn Ti, vốn là một sĩ quan công an, chuyển sang làm kinh doanh. Sau khi ra kinh doanh, con trai ông Khải là một doanh nhân thành đạt nhờ tên tuổi của cha. Tuy nhiên, có tin đồn rằng Hoàn Ti dính đến một vụ rắc rối với con trai ông Phạm Thế Duyệt, Phạm tức là Phạm Văn Hưng, cũng là công an, nên cậu này xem như không còn cơ hội lên cao được nữa. Ông Hoàn Ti không theo đuổi sự nghiệp chính trị mà thích làm kinh tế, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, vũ trường. Một nghề mà chỉ có giới máu mặt mới kinh doanh được và phải có bảo kê của công an đứng phía sau. Ông Hoàn Ti có một em gái kém ông mấy tuổi. Cô này có bệnh động kinh. Nói chung, cả hai đứa con chính thức của ông Phan Văn Khải không thể theo sự nghiệp chính trị được. Ông Phan Văn Khải không giàu có như ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, con trai ông kinh doanh ngành nhà hàng, khách sạn, vũ trường, thu lợi không phải là nhỏ. Và khi ông Phan Văn Khải về hưu, xem như ông không có con trai nối nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên mới đây, khi mà ông Phan Văn Mãi từ tỉnh Bến Tre về thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong 2 tháng 23 ngày mà ông đã nắm 2 chức vụ là phó bí thư quyền lực nhất của thành phố, thì làm cho người ta đặt dấu hỏi. Ông Phan Văn Mãi là ai vậy? Và không thể giấu khuôn mặt ông Phan Mãi đã giống ông Phan Văn Khải đến 90%. Từ hàm răng đến khuôn mặt đến nụ cười giống nhau như đúc. Trong khi đó, ông Phan Minh Hoàn lại chẳng giống gì ông Phan Văn Khải. Về hình dáng đã không giống, mà tính cách lại càng không giống. Không có khả năng làm chính trị, mặc dù ông Hoàn Ti có rất nhiều điều kiện để làm. Đây là hình ảnh so sánh ông Phan Minh Hoàn, tức là Hoàn Ti, với ông Phan Văn Khải. Cho đến nay, chính quyền không thừa nhận Phan Văn Mãi là ai, nhưng về sự giống nhau đến lạ kỳ giữa hai con người này, không thể không làm cho mọi người nghi ngờ về gốc gác của ông Phan Văn Mãi. Không ai có tiềm lực chính trị mạnh đến mức chỉ trong 2 tháng 23 ngày lại là phó bí thư thường trực thành phố Hồ Chí Minh, trở thành chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 2 tháng 23 ngày chuẩn bị lấy một ghế là chuẩn bị như thế nào, ngoại trừ ông Phan Văn Mãi có gốc gác quá lớn. Việc điều chuyển công tác cấp lãnh đạo thành phố lớn nhất đất nước về kinh tế và dân số khá đột ngột cho thấy quyền lực đỡ đầu trong Phan Văn Mãi rất lớn. Và ông Nguyễn Thành Phong đã nhận công tác mới ở Hà Nội. Có lý do gì đấy mà Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không tiện nói ra. Trong lúc chống dịch rất căng thẳng mà vẫn thay ngựa giữa dòng. Trong khi đó, ông Nguyễn Thành Phong không làm tiêu cực gì cả. Nếu nói ông Phong yếu kém trong công tác chống dịch thì cả ông Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn yếu, chứ không riêng gì một mình ông Nguyễn Thành Phong. Và dư luận cho rằng ông Nguyễn Văn Nền hãy coi chừng. Một con người chỉ cần 2 tháng 23 ngày lấy được chức chủ tịch thành phố lớn nhất nước thì ông Nguyễn Văn Nên cũng cần phải dè chừng. Từ chức chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà lên chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh là không mấy hồi. Thế lực đứng sau lưng ông Phan Văn Mãi rất mạnh, chỉ cần ông Phan Văn Mãi được bầu vào bộ chính trị giữa nhiệm kỳ thì xem như ghế của ông Nguyễn Văn Nên sẽ lung lay. Và mới đây, kết thúc hội nghị Trung ương 4 nhưng bộ chính trị cũng không chọn người ngồi vào chức phó bí thư thành ủy thành phố thì cũng xem như ông Phan Văn Mãi kiêm nhiệm cả 2 chức vụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên cần cẩn thận với người phó đang lên. Làm chính trị mà được một nhóm người trong bộ chính trị ủng hộ là tiến rất xa. Dù cho người đó có bất tài như thế nào thì cũng khó có ai đánh đổ được. Đặc tính của Đảng Cộng sản là thế. Một số vẫn là hậu duệ, 2 là quan hệ, một số 3 là tiền tệ và cuối cùng mới là trí tuệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 với bản tin Phan Văn Mãi kiêm nhiệm 2 chức vụ lớn, Nguyễn Văn Nên hãy coi chừng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.